Doanh Trần, đối với cái chết của Cẩm Nhi, ta thấy buồn hơn ai hết. Nàng chết vì cứu mạng ta, người muốn giết ta thì cứ ra tay đi. Đừng vờ vịt đáng thương nữa, người đáng chết. Không phải do ngươi thì Cẩm Nhi đâu có chết. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. 3 tháng sau, ta đợi ngươi ở đoạn cửu đài. Biểu ca, đừng để tâm đến tên điên đó. Hắn không còn là người bình thường nữa rồi. Bây giờ trong võ cung, chẳng có ai dám chọc vào hắn. Ấy, môn cổ đại ca, huynh cũng đừng lo lắng quá. Chuyện cuộc chiến sinh tử đó không phải tầm thường. Tiểu đệ vẫn còn việc phải làm, xin cáo từ trước. À đúng rồi, môn cuồng đại ca, lát nữa muội có hẹn phải luyện tập với người ta rồi, muội đi trước đây. Ta cũng thế, ta cũng thế, ta còn phải đi giám sát mấy đệ đệ còn yếu kia tu luyện. Môn cuồng đại ca, hôm khác chúng ta lại hẹn nhau tiếp nhé. Đi hết đi, các vị quan khách, thịt bò nướng mà các vị gọi đã có rồi. Chỉ ăn mỗi thịt thì sao được, có rượu ngon không? Có chứ, công tử, Thái Bạch Lâu của bọn ta có hơn 10 loại rượu ngon, chia thành dâng loại ngon nhất, 3 vò nhé. Hả? Công tử, rượu ngon nhất tên là Duyệt Duyên, không dùng vò để đựng, chỉ có một bình nhỏ chứa được một ít thôi. Lòm dòm thế, vậy thì lấy 30 bình ra đây. Quan khách, ngài muốn lấy 30 bình thật à? Dương Trần, liệt duyên này không rẻ đâu. Đúng vậy, thứ Dương Trần ta không thiếu nhất là tiền. Mau đi lấy đi. Dương Trần, ngươi việc gì phải vậy? Hây, cuồng thiếu, hôm nay chúng ta cũng uống rượu. Ta chúc ngươi 3 tháng sau giết được tên khốn vừa nãy. Trông hắn cũng ngông ngạo lắm đó. Biểu ca, đột nhiên ta nhớ ra là sư phụ Hồ Khả của ta có việc gấp cần tìm ta, ta đi trước đây. Cuồng thiếu, thế này là sao? Ấy, Dương Trần, hôm nay chắc hay ta không ra khỏi Thái Bạch Lâu này được rồi. Hai vị quan khách, đây chính là liệt duyên, các vị dùng thong thả nhé. Uống xong nhớ thông báo cho gia chủ nhà các vị tới tính tiền. Chủ nhân của Thái Bạch Lâu, Doanh Diễm Tông. Cuồng thiếu, rượu này đắt lắm sao? 200 vạn linh thạch cực phẩm một bình. Ở đây tổng cộng có 6.000 vạn linh thạch cực phẩm. Người phải biết số lượng mà một năm nhà ta có cũng chỉ có đến 500 vạn thôi. Đắt thế sao? Liệt duyên này là sản vật của Đông Ương Đạo Cung, là từ nhiều linh thảo quý giá và máu tươi của yêu thú thần linh cảnh đem đi ủ mà thành. Sau khi uống vào, không chỉ có thể ngưng luyện thể lực mạnh mẽ mà còn tinh luyện được khí huyết toàn thân, với lại còn có thể nuôi dưỡng thần thức, ngưng luyện hồn lực. Nó là chí bảo thật sự. Có trả lại được không? Một khi Thái Bạch Lâu mang hàng ra rồi thì không thể trả lại được. Cuồng thiếu, trên người ngài còn bao nhiêu linh thạch? Không tới 1.000 vạn. Thôi bỏ đi, chúng ta cứ ăn đi, cứ uống đi, có ngất thì cũng không chết được. Ông đây cũng ăn luôn. Rượu ngon. Dương Trần, ta rất tò mò, làm sao thần thức của ngươi mạnh như vậy được? Chắc không phải tiểu tử ngươi bị lão già cao thủ nào đấy chiếm cơ thể đó chứ? Ngươi mới bị chiếm cơ thể ý. Tiểu ra đây thiên phú siêu việt, chịu thôi. Dù gì thì chẳng tu luyện thần thức của ta từ từ tăng lên đấy mà. Tiểu tử ngươi xưng tiểu gia trước mặt ai đấy? Có tiền lão tử đánh ngươi không? Ngươi muốn bật lại ta? Tiểu tử, chấp nhận số mệnh đi. Yên tâm làm người hộ tống của ta. Sau này ta có miếng ăn thì ngươi còn được ăn. Đừng nằm mơ nữa. Tiểu tử ngươi hãy nghĩ xem, hôm nay ra khỏi cửa Thái Bạch Lâu kiểu gì đi đã. Chuyện nhỏ, một Thái Bạch Lâu nhỏ bé này có là gì? Đợi lát nữa tiểu gia sẽ san bằng nó. Mới thế đã say rồi à? Chỗ còn lại không thể lãng phí được. 200 vạn linh thạch cực phẩm một bình mang về cho đám tiểu khuyết uống dần. Công tử, ngài có gì cần dặn dò sao? Vị thiếu gia bên cạnh ta là môn cuồng thiếu gia của môn gia. Người cứ ghi nợ trước đi, bọn ta sẽ không quyệt nợ đâu. Tiểu tử, người không định tính tiền à? Khi thế này là thần linh cảnh sao? Đâu có, chắc chắn là bọn ta sẽ tính tiền mà. Tổng cộng là 6.006 vạn linh thạch cực phẩm. Số lẻ thì ta miễn cho người. Còn 6.000 vạn linh thạch cực phẩm này tính sao đây? Vịnh lão, ông có thứ gì đáng tiền không? Ấy, chủ nhân, ngài lấy thứ này đi tính tiền đi. Thần tinh, không ngờ ngươi lại có thần tinh.